Hai, đây là AC Dan trong tay của game thủ chim sẻ. Rồi bắt đầu đánh nhá anh em nhá. Anh em xem tôi bình luận nhiều thì chắc là anh em cũng biết rồi. Test tay xe đấu đầu tiên. Vâng, để vâng lùi một bước để chúng ta vâng giật thêm hai bước nữa. À, đây là máy của game thủ đầu 1 Babylon. Bãi quả đầu thấy rồi. Và gỗ đầu thì hơi xa tẹo, được cái nền đất xanh mượt anh em ạ. À đây có một cái gỗ đầu gần đây. Một cây gỗ gần. X-Watch xịt khử khuẩn ion kìm công nghệ Nhật Bản. Cái nền này mà quy hoạch thì cũng không tốn nhiều, anh em thấy cực kỳ bằng phẳng dành cho nông bộ tôi. Và ngay thời điểm đầu tiên nông bộ đã soi tham rất nhanh. Và đây máy của game thủ chim sẻ. Một bãi quả đầu 7 cây dành cho game thủ chim sẻ đáng có một điểm mà chúng ta có thể thấy một điểm trừ tới từ cả sẻ và nông bộ trong trận đấu này, đó là không có nhiều cây gỗ đầu gần. Sẻ thì không có một cây gỗ đầu gần cả, nhưng có đôi voi, có đồ lùi về, có bầy hiều luôn. Số may mắn là gì à bình luận viên ơi, ôi anh em ơi thôi. Thôi nhá. Thôi số may mắn thì thôi mà. Và 4 voi anh em ạ. Anh thấy rồi. 2 giờ 44 mà lại có 4 voi. Bây giờ là 2 giờ 44 phút có 4 voi. Thì anh em cũng biết rồi đấy. Và con số may mắn ngày hôm nay vẫn 4 hiêu luôn này. Ui. Điểm. Chắc chắn là điểm báo rồi em ạ. 2 giờ 44 phút sẽ tìm thấy 4 voi, 4 con hiêu, 1 con sư tử đã vâng đuổi một con hiêu đi. Như vậy là con 3. Thế tôi xin phép là vâng sẽ là 4-3 ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc anh em may mắn. Thêm một voi nữa, thêm quả phụ dành cho game thủ chim sẻ. Rất đẹp. Nhưng đây là tình huống phải câu voi nhanh. Có một game thủ của bên phía đội bạn đang câu trộm con voi của game thủ chim sẻ. Vâng, 4 voi ở thời điểm đầu tiên. Bị câu mất một con voi nhưng lại phát hiện ra một voi nữa. Như vậy chắc chắn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có đầu 4. Hứa. Có tin nhắn. Rồi. Vâng, em xin cảm ơn anh Nơ Chô đã tặng em 56.789 đồng. Vâng, rất tuyệt vời. Quá ư. Cảm ơn em nhá. Ờ, nhắc mấy tiền thì nhớ là ông sẽ nợ tôi 5 lít. Nhận tiện nhắc luôn ở đây này. Quay trở lại với máy của cái thủ chim sẻ và Yoma đưa về rồi. Có quả phụ và vẫn còn một voi nữa. Nhà là khá nhiều rừng nhưng các bạn có thể thấy rằng là à xin lỗi, nhà khá nhiều đồ ăn nhưng rừng thì nó đang là hơi yếu. Và có đúng một cánh thôi. Bàn đánh máy của đấu 1 để xem bài đấu 1 đẹp không. Nếu như đấu 1 cũng đẹp trong trận đấu này thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh theo thế. Đó là vâng giết đối phương trong một nước nhạc. Nhưng có vẻ như bài đấu 1 trận đấu này lên đời cũng không quá sớm rồi. Đúng rồi anh sống về đêm ơi. Vâng đúng rồi anh sống về đêm rồi. Con số may mắn ngày hôm nay đó chính là 4-3-3-4-4-4. Nói chung là quanh quanh mấy con 4 đấy thôi. Không thể lệch được. Babylon tới từ game thủ chờ đấu 1. Vâng, bài đấu này thậm chí là đấu 1 còn hơi xấu xấu này. Thiếu một đồ ăn nữa. À, nhưng mà có bao nhiêu nữa rồi. Không biết là sẽ có nhường được cái gì không. Nhường à. Vâng, 745 và 748 26 đồng dân AC. Trận này mà sẽ đánh cung thì cũng bắt buộc là phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Nhìn nền đất thì xanh mượt. Đồ ăn thì nhiều nhưng rừng chỉ có đúng một cánh. Sẽ đánh cung R1. Vâng, một cánh rừng trong trận đấu này. Theo tin báo về là bài hai game thủ của đội bạn đều móc binh không? Vâng, sẻ sẽ là người phải đánh một cánh rừng thôi. Cái cánh rừng này hơi khó ăn nhá. Cái cánh rừng xa là cánh rừng hơi khó ăn dành cho chim sẻ. Vâng, em chào anh Hục quà may mắn nhá. Chào đôi mọi người nhá. Hello tất cả anh em. Cảm ơn anh Nguyễn Bình tặng đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 10 sao. À, chào vợ mình cái bình luận viên ok. Chào vợ anh Nguyễn Đình Tăng nhá. Vâng, lên đời khá sớm rồi nhau sẻ trận đấu này. Nhưng mà phải đánh nhanh. Kích đời. Vâng, 26 cộng 1 với kích đời là 7.
xin lỗi, em là 11X dành cho game thủ chim sẻ, nó rất mắc. Nhưng vấn đề là ông vâng, nghệ sĩ đầu 1 của chúng ta thì lại một bài đấu kích 11 DL. Ủa, thế là muộn thế à rồi. Giờ mới có 700 thịt thôi. Có tiếng tỏ tí tê. Vâng, trận đấu này Hoàng Mạnh Nhi cũng là người lên đời sớm. Sẽ quyết định đẩy tê luôn. Ai chà. Vâng, bài các bạn thấy là vâng, bài của game thủ Hoàng Mạnh Nhi có vẻ rất đẹp trong trận đấu này. Hai cây quả đầu, dường như là hai cây quả đầu xấu không thèm ăn. Vâng, tình huống đẩy tê của game thủ chim sẻ là vô cùng khó chịu. Con cung tê của chim sẻ đang với tính cách của sẻ thì có lẽ rằng đã có giáp. 26/36. Một đợt trao đổi dân giữa Persian và AC. Cung Per lên đời sớm hơn. Luôn nhớ rằng sẻ kích 11x trong trận đấu này, nhưng Persian của game thủ Hoàng Mạnh Nhi là người lên đời sớm hơn so với game thủ chim sẻ đáng sẻ cũng đã lên đời. Một bài đấu có lẽ là kích 10 tròn dành cho Hoàng Mạnh Nhi. Cực kỳ sớm. Vâng, căn cây thời gian ra quân của đội bạn sẽ bắt đầu cao, vâng, thu dần về phía nhà chính của mình. Và vé tốt của game thủ chim sẻ và xích luôn cơn ngựa sò của Hoàng Mạnh Nhi. Nhớ để ý đóng em ơi. Một cái, vâng, một cái e nhìn đang hơi nguy hiểm. 23/44 rồi, tạm thời ổn. Bắn được bay máy vàng của Hoàng Mạnh Nhi và mình khung được nhà. Mặc dù chim sẻ nắng cũng mất một vài con nông dân, đây là tình huống trao đổi có thể nói là cân. Vâng, còn đây là máy của game thủ đồng 1 thầm lai đang 26/40. Đồng 1 đánh chém trong trận đấu này, phát hiện ra được một máy quả phụ để có thể ăn hoa. Vâng, game thủ BB vẫn đang chưa bánh xe. Đó là người cầm hitty của các game thủ bên phía đội bạn. Pha về nhanh tay, kia tuyệt đời. Vâng, vẫn tốt dành cho đồng 1. Vâng, đồng 1 có những tình huống xử lý các bạn có thể thấy cũng cực kỳ hay và bất ngờ. Vâng, lắm lúc thì hay, lắm lúc thì dở, không biết được đâu mà lần tới thì vâng, thành niên đầu 1 đó chính là làm những cái yếu tố nghệ sĩ của đầu 1 ở trong đấu trường đế chế này. 27/48. Vâng, đang có lạc đà tới được game thủ đầu 1 nhưng số lượng lạc đà của anh không quá đông. Trong khi đó thì game thủ B cũng đã có cung đờ rồi. Nhưng một điều các bạn có thể thấy ở màn hình máy của đầu 1 đó là nhà B cũng xấu. Vâng, nhà của B cũng đang rất xấu trong trận đấu này. Vâng, B đang đánh theo kiểu là dừng một nơi và... Vâng, dừng một nơi và chuộng một nơi. Một bài đấu mà game thủ BB cũng xấu thôi. Vâng, sẻ hoàn toàn có thể đánh tạm thời đánh ở đối thủ để có thể tụ quân giết chết nhà của người cầm Persian trước, rồi giết ET của game thủ BB sau cũng được. Đây là tên chém hay của nghệ sĩ nhân dân đầu 1. Game thủ Hoàng Mạnh Nhi đang không chú ý. Persian chết nguyên đạo dân ăn hoàng. Rất tốt dành cho nghệ sĩ nhân dân. Tham lại của anh vẫn đang là 28. Thì đấu tốt tới từ đầu 1. Vâng, anh em có thể thấy trong khi đó đây quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Tham lại đang là 27. Vâng, cứu à? Vâng, sẻ đang cần cứu. Có bánh xe rồi, có bánh xe rồi. Đồng 1 bánh xe rồi, yên tâm. Vâng, đồng 1 én rất nhanh. Trận đấu này đồng 1 đang giữ. Đồng 1 đang giữ tốt rồi. Thằng P chết đạo ăn hoang rồi. Ừ, P chết nguyên đạo ăn hoang rồi. Khoảng chục dân ăn hoang chết rồi đấy. 27/44. Vâng, các bạn thấy trận đấu này thì nghệ sĩ nhân dân đang giữ tham được là cực tốt. Tham lại không thay đổi quá nhiều ở thời điểm lên đời đến bây giờ. Vẫn đang là 27/44 rồi. Chạy một tôn dân. Anh đồng 1 có thể bơm thì có sẻ cũng được nếu như không cần dùng. Vâng, bơm nhẹ một tơn cho game thủ chim sẻ để sẻ có thể ra quân ra dân đều. Đang trở lại với đồng 1, tham lai là 24. Đồng 1 đang thừa gỗ này, thừa gỗ làm gì có thể bơm nhá. Vâng, sẻ đang thiếu mọi thứ đấy. Ua, sẻ ơi, lên giáp 4 đi, thôi. Lượng lạc đà siêu đông tới từ game thủ Hoàng Mạnh Nhi, nó rơi tầm khoảng 15 con ở thời điểm này. Vâng, thế trận vẫn đang là căng như dây đàn, nó cần đến đẳng cấp thủ nhà của sẻ. Bởi vì đây là thời điểm mà sẻ chuẩn bị bị hấp viêm nhá, sẻ chuẩn bị bị ôm. Chắc chắn là sẻ chuẩn bị bị ốp rồi, lượng quân đội bạn đông lắm. Khoảng 15-20 con lạc đà tới từ game thủ Hoàng Mạnh Nhi sẽ kết hợp cùng với một lượng cung gờ mà tôi chưa nhìn rõ là bao nhiêu con tới từ game thủ BB. Sẽ chuẩn bị ốp thẳng vào nhà của game thủ chim sẻ nắng trong trận đấu này. Dãy hàng E siêu nguy hiểm của game thủ chim sẻ. Dãy hàng E đang khói lửa bập bùng. Hôm nay đang là 44. Qua các bạn thấy lượng quân của các bạn đang
và ngồi xổm đông hơn hẳn. Sẽ đang muốn chia quân của đội bạn ra làm hai, và để có thể bắt và để có thể đỡ nhà. Đấu cũng ngờ với những thủ như trước, nhưng liệu lượng quân của Sẻ có đủ để có thể đỡ với Mi không, khi mà Sẻ chỉ đánh 3 A từ đầu. Đỡ được đây. Vâng, bắt được toàn bộ lượng cung G của game thủ BB rồi. Đi đứng dưới dốc và Sẻ đã ăn được toàn bộ lượng cung G của game thủ BB. Tham lai của chiến thể đang đang chỉ là 31/64 thôi. Vâng, bây giờ thì đỡ nốt tơn lạc đà này. Làm sao mà giết hết được đạo lạc đà này thì game thủ Hoàng Nhi sẽ phế luôn. Bởi vì vâng, Hoàng Nhi đã mất toàn bộ lượng dân rồi, bây giờ chỉ còn mỗi quân thôi. Ba vẻ e của game thủ chiến thể đóng cửa thả chó, nhưng ở phía bên ngoài thì đó là công an. Vâng, nhưng bên ngoài thì nó lại là vâng những đơn vị quân khác của BB đẩy lên. Tham lai là 27. Vâng, Sẻ đang nghiến răng để đỡ nhà ở trong 26/72. Theo tin báo về là tam cân. Vâng, cố lên nào. Nó một bơm bơm đồ không? Có đồ gì bơm nào? Rồi, bay rồi. Bay rồi. Vâng, nâu một về cứu. Pha phải em cái thủ chính thể có đúng hai con cung đờ thôi. Nâu một chặn đường nhanh ơi. Vạc dần bụt luôn. Bụt luôn trong tình huống này. Bụt. Tầm này thì vẫn tầm này con vịt lạc đà nó khỏe quá. Không được rồi anh em ạ. Không được rồi. Vâng, tỷ số sẽ là 1-0 trong trận đấu thứ hai dành cho đội thủ bên phía các bạn. Xwatch xịt khử khuẩn ion kìm an toàn cho bạn. Vâng, đây là chim sẻ đáng người cầm AC Dian trong trận đấu này. AC Per đối đầu với Minh Đoàn Egypt. Vâng, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để giúp cho cặp đôi hai cầu thủ đứng đầu của giải AOE 9 chùm All Star năm 2020 có thể quân mình được tỷ số là 1-1 trong C2. Đánh từ đầu là toàn là người đi gỡ thôi anh em ạ. Chỉ cố gắng gỡ hòa, cầm hòa các thứ thôi. Chưa bao giờ vươn lên dẫn trước dành cho chúng ta. Và những bước dò đầu tiên của game thủ chim sẻ. Đây là trận đấu thứ hai ở trong trận đấu thứ hai. Vâng, đây là Persian của đấu 1. Và những bước dò đầu tiên của đấu 1 nào. Hãy cùng xem đấu 1 có gì. Vâng, một nồi chiên không dầu Rapido có inverter là một sự lựa chọn hoàn hảo khi chiên thức ăn không dùng đến dầu và còn giúp loại bỏ đến 80% lượng mỡ có sẵn trong thực phẩm, đảm bảo sức khỏe của cả gia đình bạn. Hơn nữa lại còn giúp tiết kiệm đến 50% điện năng. Và tôi mới được Rapido dạy cách nấu ăn vô cùng đơn giản, đó là kéo nắp nồi chiên Rapido ra khỏi khoang, đặt thực phẩm cần chiên rán vào nồi, rồi đi xem chế lúc nào rồi ăn thì lấy ra thôi. Rất đơn giản đó anh em. Nội thất Giang Nam là đơn vị phân phối sản phẩm MBC Vflow Vân Gỗ cao cấp chính hãng tại Đông Anh, địa chỉ số km 12 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, showroom Quang Tuấn, hoặc liên hệ tới số điện thoại 076 212 7777. Xwatch dành cho bếp, sử dụng mọi lúc mọi nơi, an toàn cho mọi nhà, mọi đối tượng, đặc biệt là người già và trẻ em, chống rỉ sét, bào mòn và oxy hóa các loại thiết bị nhà bếp. Vâng, đại sứ thương hiệu bạn em. Vâng em, đại khen đại sứ thương hiệu xinh thì khác gì khen biển nhiều nước. Vâng, 14/20. Persian của game thủ đấu 1 có đôi voi rồi. Info là gì Gami ơi? Và cái này chúng ta em đang tìm hiểu anh em ạ. Đây là con voi thứ hai đưa về nhà chính của mình. Chiến thuật hơi sai thì phải, game vừa rồi Sẻ lên chém chứ. Vâng, AC mà anh em bảo Sẻ chém thì nghe lại hơi căng. 17/20, tham lai tới được game thủ cầm Persian No 1 trong trận đấu này. Đặt hết niềm tin vào No 1 thôi. Đôi vai gầy của No 1. Vâng, đôi vai mà trong giải chính chung anh đã bị đấm không trượt một phát nào. Vâng, có trượt một phát đến gần đi. 20/24. Vâng, có quả phụ rồi. Bài đấu của đấu 1 trong trận đấu này là được. Vâng, bài đấu của đấu 1 trong trận đấu này là được. Có đây máy của game thủ chim sẻ. 23/18 AC. Có đồ đồ về, khá nhiều đồ. Có thêm bấy nhiêu nữa. Vâng, về cơ bản là cũng đã ổn rồi. Vâng, em tôi nói chả đúng à? Hai người đứng đầu trong giải chính chung đấy còn gì nữa, ông đầu trên ông đầu dưới.
26 đến 28. Đưa bầy hươu này về với nhà chính của mình. Vâng, đưa nốt con hươu này về với nhà chính, đồ ăn thì cũng đã đủ. Vâng, 500 thịt rồi, dường như sẽ đánh 27 dân. Vâng, 807. Vâng, thực sự là tôi đánh đế chế rất nhiều, nhưng mà tôi có một cái điểm mà mình không thể sửa được em ạ. Đó chính là không hiểu sao lúc đầu lúc nào nó cũng chậm dân một tí ở điểm đầu tiên. Đang phải nhờ sẻ chỉ cách mới được. Và tôi để đến sẻ rất ít khi chậm dân đầu nhé. Mình căn thế nào thì căn nó vẫn cứ bị chậm một ít dân lúc đầu. Còn ông sẻ này không chậm dân so với sen. Vâng, đây là pha 7BS để vâng bu một phát thì lại đẹp, đỡ phải đánh 27 trên 28 nhưng như không có tình huống nổ. Mà đó là một pha đóng mét của game thủ Hoàng Mạnh Nhi. Ăn tranh thôi, Hoàng Mạnh Nhi ở trong trận đấu này là người được cầm A... Vâng, Egypt BB là người cầm Minh Hoàn. Ở trong map đấu Lager này thì thường thì hòa, vâng thường thì còn Minh Hoàn ít khi đánh cung A, trừ phi là những tình huống bất đắc dĩ. Nhiều khả năng B vẫn sẽ là người đánh chém ở trong trận đấu này thôi anh em ạ. 27 trên 28 lên đời xong dành cho game thủ chim sẻ. Đây là BM, còn đây sẽ là BA dành cho sẻ. Trận đấu lên đời cũng có thể nói là mắc binh dành cho chim sẻ nếu cộng dân. Nhưng có vẻ như ở trong trận đấu này nếu cộng dân thì nó sẽ là hơi chậm một tí phải. Ồ không, không chậm nhiều. 14-2 với 28 đồng dân ASEAN dành cho chim sẻ. Chậm 12 dân so với xem. Trở lại với máy của game thủ đấu 1 đã lên đời. Và con ngựa giò đang bắt đầu được di chuyển. Chúng ta cùng chờ đợi xem là nó thi đấu trận đấu này như thế nào. Đây là BL thứ hai. Chắc là đánh chém thôi. Vâng, không. Như vậy là B là người đánh cung. Vâng, B đánh cung mà. Vâng, B đánh cung. Thế thì thực ra là có thể tạt dành cho chi vâng dành cho nó một được. Vâng, có thể tạt dành cho nó một được bởi vì B cũng đã nhìn có vẻ khung khung rồi. Lên đời xong. Cậu nhà B khung lắm nhá, thôi tạt đi anh ạ. Ơ kìa, có cái gì kìa. Này đấy, làm tạm dân này, vâng, 5 con đông dân này rồi đi là đẹp này. Đóng thêm E nó một đây. Vâng, đóng rồi. Vâng, ăn được 5 con đông dân này tạt là đẹp. Ơ, thôi. Vâng, có thể bỏ qua luôn. Vâng, có thể bỏ qua và kết hợp cùng với chim sẻ giải quyết game thủ Hoàng Mạnh Nhi trước cũng ok. Vâng, đây máy của game thủ chim sẻ tham lai là 26 trên 40. Vâng, phối hợp cùng với chim sẻ đáng giải quyết game thủ Hoàng Mạnh Chi trước để mặc kệ con Minh Hoan của Bi. Vâng, với cung A thì tầm phải tầm phút thứ 16-17 mới bắt đầu có quân nên cũng không ngán quá nhiều. Vâng, chỉ cần đánh cho sẻ làm sao đấy sẻ khỏe và sau đó và kết hợp quân cùng với Per để có thể ốp luôn nhà người cầm Minh Hoan là xong. Đánh cứ đánh Hoàng Mạnh Chi chết nhiều dân là ok. Vâng, rất nhiều dân của Hoàng Nhi kìa. Mút đi anh ơi, mút đi. Phá vé, không có tình huống vé vậy anh ơi. Nhớ chẳng may nó đang lên bánh xe đau đầu. Cứ vẩy đi, gỗ mình nhiều mà. Vâng, gỗ không làm gì cả. Cứ vẩy đi, đúng rồi. Cái phá vé rất tốt của game thủ đầu 1, đừng nên lạc đà là được. Vâng, có phù thủy tới từ game thủ. Vâng, có phù thủy tới từ game thủ Hoàng Nhi. Đó là tình huống phù đen tới từ Hoàng Mạnh Nhi. Và tỷ số là 1-1. X-Watch xịt khử khuẩn ion kiềm an toàn cho bạn. Ừ thì hỏi lại thôi. Đâu? Nhưng mà anh làm gì có cầm cái điều hòa đâu? Cầm gì? Tôi lạnh làm gì? Không có. Anh cầm cái gì? Vâng, trận đấu bản lề. Ông Cami chia sẻ link Facebook em đại sứ thương hiệu đi ạ. Là ai lại ăn mạnh vậy? Em cũng làm gì có đâu.
Đấy, lỗi thứ mọi người nhá. Lại được vô tay nữa, chưa biết đâu. Ta cần phải đánh cẩn thận hết sức cẩn thận anh em ạ. Baby Fo, chúng ta quân được đánh giá là cửa trên hơn. Vâng, bài của sẻ như vậy là ổn rồi. Rồi trận này tôi nghĩ rằng hả? Ồ, vâng, một bài đấu đang là rất bắc bình dành cho game thủ chim sẻ. 13-16 về mặt thế, thôi. Và còn về mặt đồ ăn thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Rồi, nơ 1 đánh chém thôi. Vâng, quay trở lại với máy của game thủ nô 1 thôi. Tham lai đang là 20-24. Bài này thì nô 1 đánh chém cho chim sẻ là đèo rồi. Vâng, nhưng vấn đề là sẻ thì... Vâng, có voi trong nhà. Ngon. Có đôi voi, một đồ ăn nữa thôi. Bấy nhiêu này hơi rách. Nhưng mà cố thì... Vâng, cố thì có ăn cũng được. Vâng, thông báo với toàn thể anh em là... Toàn thể anh em nhà tài trợ video Rapido sẽ dừng chương trình khuyến mãi giảm giá 50% sản phẩm với sự bùng nổ số lượng hơn 1.000 người tham gia chỉ sau một ngày. Sau đó chương trình sẽ phải kết thúc trước hạn. Và thay mặt nhà tài trợ Rapido xin cảm ơn toàn thể anh em đã ủng hộ và tin dùng sản phẩm vì số lượng đơn hàng quá tải. Nếu những anh em nào đã nhận được mãn giảm giá vui lòng chờ 1 đến 2 ngày, nhà tài trợ Rapido sẽ liên hệ sớm nhất để anh em có thể trải nghiệm sản phẩm. Và anh em like fanpage Rapido Online để đón chờ những đợt khuyến mãi tiếp theo nha. Vâng, sàn SBC VFloor đang có 200 showroom tại 25 tỉnh thành tại phía Bắc cùng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Có thể hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Anh em có thể vào website bflo.vn hoặc gọi tới hotline 0399 799 888 để biết thêm thông tin về các showroom và có được sự lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà của mình. Aquas hiện đang là sản phẩm tẩy rửa duy nhất tại Việt Nam khói không với hóa chất. Bên cạnh đó với ứng dụng công nghệ ion kiềm tại Nhật Bản nên rất an toàn cho cả làn da em bé. Và hết lúc này anh em nhá, làm anh em xin info thế. Tôi cũng chưa có này. Nhưng mà một điều rất lạ là bình thường ấy, thì khi mà có rất nhiều anh em xin info như vậy thì thường sẽ có một người gửi tin nhắn tôi. Bây giờ như bây giờ vẫn chưa có ai gửi tin nhắn anh em ạ. Giống như kiểu em Loan VFloor anh em ạ. Và anh em gửi cho tôi cả địa chỉ nhà luôn, cả năm sinh này, trường đại học này. Rất kinh khủng luôn anh em ạ. Vâng, em này thì vẫn chưa đi đâu cả. Anh em nào đề nghị anh em nào mà biết thông tin thì anh em có thể gửi tin nhắn cho tôi nhé để tôi xem xét. 26-18. Vâng, kiểm tra xem là đúng hay không. 26. Như vậy là trong trận đấu này bài đấu của sẻ vẫn là một bài kinh 10. Vâng, còn đây là máy của game thủ nô 1. Vâng, đã lên đời rồi, đây chưa biết thì có thể ăn vàng. Chúng ta tiếp tục đến với nô 1 để xem nô 1 chém. Bài chim sẻ nắng là một bài đấu khá mắc binh để có thể đánh cung rồi. Theo tin báo về BB 7% chỉ do bài đấu cầm Kata hóa pơ tới được từ BB đây rồi. Vâng, phút thứ 10-55 đã có giò ở trước cửa nhà của game thủ nô 1. Nô 1 lên đời cũng không tệ trong trận đấu này, thôi đánh thủ thôi. Với quân này chúng ta đánh thủ là được, không quan trọng lắm. Bị ơi, có muốn info không? Đây là em họ anh. Ôi, gửi luôn anh ơi. Gửi luôn để em kiểm tra xem có đúng không nào. Em biết rồi nhưng mà em muốn kiểm tra anh em thôi. Vâng, đây là con ngựa giò công giáp đầy đủ của game thủ nô 1. Em nghĩ là anh bị đuổi đi. Sẻ khung nhà xong chưa? Sẻ chưa khung nhà xong đâu, anh bị đuổi đi. Vâng, bi điểm số rất cao nha. Yeah.
Ui. Vâng, tên lạc đà đến rất sớm tới được game thủ BB. Vâng, có cung tê anh em ơi. Vé một này. Vâng, đừng bo để nghệ sĩ nhân dân vào. Và nghệ sĩ nhân dân vào thì con lạc đà nó cũng gần nằm xuống rồi em ạ. Kìa, đuổi. Thêm một bé nữa dành cho game thủ chim sẻ. Rồi, kín rồi. Nhưng hình như là con lạc đà vẫn sống nhá. Và 29/88 là tham lai tới từ game thủ chim sẻ hiện tại. Rồi, khung nhà, xong. Vâng, nâu 1 nhá, 30. Vâng, nâu 1 vẫn đang ổn. Tạm thời cứ đánh theo thế là thủ đi cũng được, không cần gì phải vội vàng. Kia lắm con lạc đà. Vậy, vâng, thành công con lạc đà dành cho kêu lui lạc đà. Thôi cũng được, trời, thôi. Chuẩn thì là lui lạc đà, mang sọc đơn lên thôi, không sao. Tần hú đen tới được game thủ BB. Được, đến thời điểm đầu chúng ta có lợi thế ạ. Có cần sang đỡ không? Sẽ gần đỡ không? Đen cái cho lạc đà nó ra ngoài nhờ sẽ ơi. Đen cái chỗ cũ nhờ. Đúng rồi. Ra đi. Nó 1. Bực thật con lạc đà này. Vâng, đứng tấu 2 đây à. Đấu quân luôn, rồi. Rồi, cuối cùng đúng là người ta có câu là ngu thì chết chứ mệnh thật gì mà. Một con lạc đà rất ốc trồ như vậy em đã nằm xuống rồi. Tuy nhiên ở trong trận đấu này thì Sẻ đang tương đối khó đỡ nhà trước game thủ Hoàng Nhi. Vâng, Sẻ đang yếu hơn Hoàng Nhi đấy nhá. Ôi nó sang nhà Sẻ. Khả năng đâu phải sang hết đi. Và sau đó là phù thủy phải giải trước cửa nhà của game thủ Bi để thì là không, như vậy là Bi lại vòng lại nhà của Sẻ, lại vòng nhà của No 1 rồi. Lại vòng về nhà No 1, No 1 vậy em. Cần phải liên tiếp để những tình huống như thế này. Trong khi đó thì nhà Sẻ vẫn đang đỡ nhà tốt trước game thủ Hoàng Bạch Nhi. Sang đỡ được một tơn thì đẹp, nhưng mà đỡ một tơn thì phải bắt quân của đối phương luôn. Đây rồi, ngon. Vâng, làm tạm được một con cung đời của đội bạn. Đây là tân công phu của game thủ No 1. Tham lai đang là 41/48, ăn được một lạc đà của đối phương. Vâng, No 1. Vâng, No 1 đang đẩy lui game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đây là tân phù cũng rất đen tới từ game thủ. Vâng, tới từ game thủ BB. Và đây máy của game thủ chim sẻ đáng sẽ bị lạc đà. Vâng, không sai, nhưng đây là một thế nhà rất đẹp dành cho game thủ chim sẻ. Sẻ và No 1 đang kết hợp cùng với nhau. Vâng, đang kết hợp cùng với nghệ sĩ nhân dân đánh lùi nhà của game thủ Hoàng Nhi. Còn đây là máy gỗ mà game thủ chim sẻ đang bo rất kín. Tạm thời là đảo. Cần phải là cực kỳ để ý. Sẻ chiếm được dốc của nhà BA của game thủ Hoàng Nhi. Nhưng số lượng cung đờ của Hoàng Nhi đang cao đông hơn. Và điều quan trọng đó là BB ở trong trận đấu này cũng đang khỏe. Lạc đà của BB đang ở khá gần nhà với nhà của game thủ chim sẻ. Đây là một vị trí đứng quân là đẹp nếu như ở trong thể thức solo, nhưng đây là 2-2 và lượng lạc đà của Bi đang ở rất gần. Hãy cẩn thận một tình huống Bi vòng sau để bắt quân. Vâng, tơn dí thẳng tới từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, hổ báo và cáo trôn vậy sao. Lượng quân đông hơn cho phép Hoàng Mai Nhi có thể làm như vậy. Sẽ có lẽ là nên tăng BA. Đây sẽ là BA thứ 5 dành cho game thủ chim sẻ, nhưng tiếp tục phải lùi. Sẻ vẫn đang chưa mất dân nhưng lượng quân của Sẻ đang tăng ít hơn. Nhưng Hoàng Mai Nhi đẩy lên tơn này tôi nghĩ là đỡ được. Sẻ nở ra thêm một tân quân mới. Vâng, vừa đến đây được BA thứ 5 rồi. Cái này máy của game thủ đồng 1. Tham lai 38. Từ nãy giờ thì đồng 1 đang hú được rất nhiều lạc đà của BB, nhưng mà chưa ăn được bất kỳ một con nông dân nào cả. Cơ cấu lại nhà một tơn không anh ơi. Dân đang đứng chơi rất nhiều. Tới được game thủ đồng 1 người ta gọi là play dân. Còn chính ra là làm dân của đồng 1 là rất, làm dân của đồng 1 là rất sướng em ạ. Rất hay được đứng chơi, nhưng mà cũng rất dễ chết. Vâng, đây là tân công phù tới từ game thủ. Vâng, tới từ game thủ đi. Mất hai con lạc đà trong tình huống vừa rồi, nhưng mà thực tế là toàn là lạc đà của đội bạn thôi. Và cũng đang có những tân phù thủy được tiếp tục đẩy lên. Vâng, và luôn nhớ rằng là Bi chỉ là người cầm ca tha thôi đấy anh em ạ. Bi đang liên tiếp phải lùi quân. Cung đờ của game thủ No 1 đang bắn là vô cùng hiệu quả. Vâng, chuẩn bị xong rồi. Xin một con lạc đà rồi, ôi quá đẹp trong tình huống này. 40/60, lượng gỗ đang là ít nhá. Sắp dân ra No 1 ơi.
Vâng, xong dần ra, cần thiết thì nâng cấp cao công nghệ lên. Chẳng có ai không biết nâng cấp chưa, bắt đầu lao được vào nhà của Bi rồi. Vâng, giết Bi hơi lâu, để ý phù. Rồi, đánh bay được nhà của game thủ BB rồi. Không biết rằng là sẽ cánh cái này giữ được. Vẫn đang cầm chân được Hoàng Mai Nhi nhá. Vẫn đang cầm chân được Hoàng Mai Nhi. Vẫn đang cầm chân được. Yên tâm. Được, đẩy lên luôn cũng được. Sẽ kiểu gì Hoàng Mai Nhi cũng phải lùi về rồi. À, Hoàng Mai Nhi dí luôn này. Hoàng Mai Nhi dí này. Được, có vàng. Vâng, kéo quân về chắc luôn. Vâng, lùi lại là vâng, game thủ Hoàng Nhi phải lùi lại là cái chắc rồi. Hoàng Nhi lùi rồi, bây giờ sẽ làm sao đấy để tìm chiếm được dốc. Nó lại lên này. Vâng, lại lên này. Vâng, 67/72 như vậy là tơn tạt cánh của game thủ Nomo là ổn. Vâng, lại quay trở lại quản bi, rất hợp lý dành cho game thủ Nomo nhá. Tơn này Nomo đánh là hay. Pha về của Nomo rất tốt. Ăn được siêu nhiều dần của game thủ BB. Hay nha. Vâng, một tên lùi một bước để vâng lùi tiếp hai bước của Nomo là ai. Và nó đã khiến cho BB mất rất nhiều dân ở trong tình huống lùi vừa rồi. Vâng, trong khi đó thì quay trở lại với máy của game thủ chia sẻ sẻ lại đi dí Nomo ơi. Lại dí vào nhà Hoàng Minh để cho Hoàng Minh lùi đi. Lại tiếp tục lùi. Có vàng thì bơm nào. Có vàng bơm lên cái đầu máu đấy. Nhanh lùi dí chết bây giờ. Sáng luôn đi, bây giờ có lẽ phải sang nhà Bia cứu luôn đi, không sẽ chết đấy. Không, một đây chờ nhà Bia là đau đầu đấy, có cả lạc đà này. Nó dí thẳng sát nhà rồi, anh vào luôn đi. Vào luôn đi, chơi đi. Đảo đảo một tí đi, nó một đây, đảo đảo một tí. Vâng, cố gắng đảo một tí để lấy vị trí cho những con lạc đà. Có cung gờ ở phía đằng sau tới được game thủ nó một. Và đây là máy của game thủ chim sẻ. Có thể nhìn rõ hơn, bắt trộn tầng cung gờ của Hoàng Mai Nhi. Vâng, tỷ số 52/84 là timeline đối với game thủ chim sẻ nâng cấp đầu máu. Hoàng Mai Nhi bị một tuần cực sâu. Vâng, rất tốt, đây là tình huống đưa quân về hợp lý của game thủ đầu 1 trong tình huống này. Và bây giờ thì chim sẻ đắng có thể cân bằng lại số lượng quân với game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Vâng, quân bình lại số lượng quân với game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Đầu 1 timeline đang là 54 ở thời điểm hiện tại. Anh là người cầm Phonesian ra luôn. Vâng, bây giờ sẽ là sự phối hợp giữa hai game thủ. Vâng, đứng đầu của giải chín chung All-Star Cup 2020. 56/88. Vâng, 60/88 là tham lai với game thủ chim sẻ và tiếp tục tăng BA. Hoàng Minh rất khỏe trong trận đấu này, nhưng N1 nói rằng em cũng rất tiếc. N1 đang thi đấu. Vâng, bắt đầu lọt vào phía bên trong nhà của game thủ Hoàng Nhi khi mà dừng những cánh rừng đã bắt đầu hở. Rất nhiều dân của Hoàng Nhi ở đây, pha về của game thủ chim sẻ. Ăn được đúng một dân, vâng, ăn được hai dân. 68/88. Vâng, đây là máy của game thủ đầu 1. Bi vẫn đang ra được lạc đà, nhưng tôi nghĩ rằng thời điểm này là khó dành cho game thủ Bi rồi. Đầu 1 cứ đánh ra, vâng, cứ đánh hôn mát kết hợp với phù thủy là tươi. Cứ đánh một hôn mát kết hợp với phù thủy. Bi ra lạc đà thì mang phù ra nhà của game thủ Bi hú lạc đà luôn. Vâng, làm lạc đà, vâng, làm vài con lạc đà xong lại sang chế nhà Hoàng Nhi. Đó lại là chuẩn luôn anh em ạ. Chuẩn luôn, tiếp tục công vào nhà của game thủ Bi. Vâng, Bi vẫn sẽ không thể sống được trước đầu 1. Có đây máy của game thủ chim sẻ. Tham lai là 77. Bây giờ thì tôi xin phép, vâng, game thủ Hoàng Nhi không có cửa trước game thủ chim sẻ nữa rồi. Ở lần đầu tiên thì sẻ là yếu, nhưng bây giờ thì sẻ đã xin phép là khỏe hơn. Bây giờ đã làm những con cung đờ 80 máu và sẽ đang đấu tự tin trước game thủ Hoàng Mai Nhi. Cũng đang rất nhiều nhà BA trong đều dành cho chim sẻ trong trận đấu này. Tiếp tục dồn lên. Vâng, Hoàng Mai Nhi dí. Nhưng thời điểm này dí là hơi khó dành cho Hoàng Nhi. 7E ở phía bên sau. Bi quyết và tỷ số sẽ là 1. Vâng, 2-1 trong trận đấu thứ hai dành cho game thủ của phía team Liên Quân Ego. X-Watch, xịt khử khuẩn ion kìm công nghệ Nhật Bản. Vâng, đây là Max, đây là Egypt của N1 và Max trong tay của game thủ chim sẻ. Quân này cũng ở mức cân cân thôi. Vâng, cân cân thôi anh em ạ. Sàn ABC bị floor với rất nhiều lợi ích vượt trội như không cong vênh, không uối mọt, không gò ngót, chống nồm ẩm,
Ngâm nước thì lại thoải mái. Đấy, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè là một sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. So với những sản phẩm truyền thống như gạch men hay sàn gỗ trầm thì công ốp lát sàn thì sàn FBC V-Floor là một trong những vật liệu thay thế được yêu thích nhất. Và đây là trận đấu chung kết ở trong xe đấu thứ hai dành cho các game thủ của bên phía team Liên Quân Vec. Đại sứ thương hiệu này xinh tươi quá hả Cammy ơi. Nói chung là em nhìn thì thực ra này em thấy thì bà thực ra em nào cũng xinh ấy. Nhìn nhiều thì nó cũng bình thường. Vâng, nói chung là đen nhất là anh đầu trọc thôi. Bởi vì anh đầu trọc là anh mà chuyên đưa các em đại sứ thương hiệu đi ngồi cạnh các đương thủ. Vâng, làm công việc này nó thật nó cũng hại lắm. Chứ không hề không sung sướng gì đâu. Em thật. Anh em phải hiểu là anh đầu trọc chọc cả đầu là phải hiểu như nào rồi. Hại vô cùng. Ông xuyên quá nhiều này loang ngoang mà kiểu tiếp xúc với nhiều các em xinh tươi các đại sứ thương hiệu như thế này loang ngoang khi mẫn cảm với vô cảm với đàn bà thì chết đấy anh em ạ. Hỏng. Bây giờ nhìn thấy bà nào cũng xinh ơi là xinh đến lúc ra gặp mấy bà mà đúng. Nhìn trông nhìn nó không muốn sống nữa đấy chứ đừng nói gì là muốn tán đấy các bạn. Đấy, cái lúc đấy là rất đau đầu. Ồ, bãi quả phụ có dành cho chim sẻ và có bầy hiêu. Và cái nghề này cũng không sung sướng gì đâu anh em ạ. Em mà em phải bình luận viên nhưng mà em phải tránh nhìn mấy em đại sứ thương hiệu ra nhìn nhiều đau đầu lắm. Và nhìn nhiều nó đau đầu. Và nhìn nhiều xong rồi quay lại nhìn nhiều mình nó lại hơi thốn. Và ví dụ vậy. Đây là em nói ví dụ vậy thôi nhá. Đây là phải tránh nhìn nhiều anh em ạ. Học. Vâng, 2-1 trong xe đấu thứ hai. Hy vọng là trận chung kết này thì chim sẻ có thể đánh vâng chém tốt để bán máu cho nghệ sĩ nhân dân. Cùng xem. Em xin em 94 mọi người nhá. À, như vậy là theo tin báo về là bài nó một khung. À, đồ ăn này hai game thủ chúng ta cũng tạm được này. Ổn. Map đấu này có vẻ là map đấu đánh được dành cho các game thủ của bên phía team Liên Quân Ego. Bài đồ bạn mà xấu là tươi luôn đấy. Vâng, và tổng kho sàn gỗ Kiên Cường là đơn vị phân phối sản phẩm SBC V-Floor vân gỗ cao cấp chính hãng tại Thạch Thất, Quốc Oai, Xuân Mai, Chương Mỹ. Địa chỉ đường 419, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ đó là 0921483333. Rapido quả điều hòa không khí hàng đầu Việt Nam. Anh em hoàn toàn yên tâm vì sản phẩm được 1-1 trong vòng 1 năm nếu hỏng động cơ chính, bảo hành tận nhà 2 năm. X-Wash có 7 đặc tính vượt trội là chất tẩy rửa tuyệt vời, không màu, không mùi, không gây kích ứng, diệt khuẩn và khử mùi, ngăn chặn quá trình oxy hóa và ăn mòn dỉ sét, chống tích điện, thân thiện môi trường, chỉ cần một lần lau là hiệu quả trông thấy. Vâng, thông báo với tất cả anh em là nhà tài trợ thương hiệu thời trang Nam Pagini sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển cộng đồng mạng này chúng ta ở trong thời gian tới. Trở lại với máy của game thủ chim sẻ. Vâng, bài sẻ nhìn đang rất khỏe. Hôm nay con gì Gami ơi? Hôm nay thì con số may mắn chúng ta 43-44 đấy mà. May mắn nữa nhá, anh em đừng làm những việc vâng không lô đề cờ bạc gì đâu đấy. Đây là BB 17-19% là vâng chỉ số dò của đội bạn. Ui, à Bi cầm xe đấy cũng bình thường. Vâng, Bi vừa nhảy đời xong. Sẻ một ôm bom được Bi trong trận đấu này thì ngon. Vâng, keo này thì đang diễn ra ở 1-3-4 trung kính các bạn. Hiện tại thì tất cả các địa điểm quán net thì đều không được ngồi nữa rồi. Và chỉ đánh ở văn phòng thôi. Ô. Vâng, Bi là người cầm xiềng và đánh chém trong trận đấu này.
Rogan, Olimari, 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 Olimari. Pha vé tốt của Sẻ. Thằng công dân hơi ngáo. Con ngựa giò của Bi vẫn đang chưa phải là con ngựa giò đầy đủ công, con đầy đủ công giáp, không biết bây giờ đầy đủ công giáp chưa. Ừ, đóng đấy được ấy. Không, như vậy là Sẻ quyết định đóng ở phía bên ngoài. Pha vé rất tốt của chim Sẻ. Tình huống đấy là một tình huống không nhiều người có thể vẩy e được chuẩn giống như Sẻ ở trong pha vừa rồi. Là tôi là phải mang dân đập vào. Nhưng mà Sẻ đã có tình huống xử lý tốt. Một BA tới ở game thủ BB. Vâng, bây giờ thì BI của chim Sẻ đóng ở đâu đây? Chúng ta cùng chờ đợi. Vâng. Vâng, như vậy là BI sẽ đóng ở gần bãi gỗ. Lượng thịt của Sẻ đang tụ được ở trong trận đấu này là tương đối nhiều. Vâng, vấn đề là lượng vàng đang hơi ít do bãi vàng đang phát đang đóng là hơi muộn dành cho game thủ chim Sẻ. Vâng, tạm thời sẽ là y chương đồng 2. Chưa cần thiết phải có y chương đồng 3 trong trận đấu này. Đợi khi mà BB tụ ra nhiều cung R thì mới có y chương đồng 3. Nước 1 thì sao? Ơ, thằng này 30 vẫn chưa bị đụng nhiều này. Giờ này chưa chắc Hoàng Mai Nhi đã là người đánh có y. À, có y. Tôi đang định bảo rằng là bởi vì game thủ đấu 1 là người đánh cung R thì chưa chắc game thủ Hoàng Mai Nhi có y, nhưng mà Hoàng Mai Nhi đánh theo kiểu là y theo kiểu là ôm chứ không phải là một bài đấu đánh kiểu y đâm sang nhà Maxi các bạn. Đánh theo kiểu y ôm. Tuy nhiên trận đấu này thì nhà của game thủ vâng đấu 1 đang là tương đối kín, một y một L tới từ game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ không có nhiều tác dụng. Với điều kiện là đấu 1 phải đánh chuẩn. Chứ nếu như mà đấu 1 lại không để ý một tên để người bạn lọt vào nhà thì to. Trở lại với máy của game thủ chim Sẻ tham lan 29/60. Tôi nghĩ rằng Sẻ trận đấu này hoàn toàn có đủ sức để có thể ôm bom nhà người cầm Maxi, bởi vì siêu anh nhà người cầm Seang, bởi vì đơn giản rằng là Sẻ là người cầm Maxi cần phải có quân để kê bãi vàng nhá. Nó sang bãi vàng em bắn kìa. Thấy kìa. Mới chiến đồng 2 thôi. Bỏ luôn bãi vàng à? Thằng kìa. Vâng, Sẻ đánh. Vâng, Sẻ đánh theo thế đó là tạm thời bỏ nhà và giữ được một đạo đông dân, bỏ luôn cả bãi vàng để cho game thủ đi bắn để không đuổi những con đông dân tẩu thoát ở phía sau. Người ta gọi là đây là thế vâng, bỏ xe để giữ tướng tới từ game thủ chim Sẻ. Trong cờ thì người ta gọi là bỏ xe giữ tướng, còn ở trong binh pháp người ta gọi là ve sầu thoát xác đấy em ạ. Còn tầm khoảng 10 vâng, khoảng độ tầm hơn chục dân tới từ game thủ chim Sẻ trong trận đấu này. Còn đây là máy của game thủ đấu 1 42/84, đi yếu trong trận đấu này thôi. Đấu 1 hoàn toàn có thể cân được map trong trận này, hãy cùng chờ đợi. Vâng, lối đánh bỏ xe giữ tướng rất là game của chim Sẻ. Bây giờ thì Sẻ phải làm sao để có cơ sở. Sẽ còn khoảng mất khoảng thời gian kha khá để cho Sẻ có thể có cơ sở trong nhà của đấu 1 và xin vâng ra y đều. Và nếu như mà Sẻ lên được y chương đồng 3 thì đẹp, trong nhà của đấu 1 có vàng, chúng ta tham lai cân. Tham lai của Egypt trong tay của game thủ chim Sẻ. Tham lai Egypt trong tay của game thủ đấu 1 vẫn là một tham lai lớn nhất ở thời điểm này. Trong nhà của đấu 1 rất tuyệt vời là có vàng. Vậy e. Vâng, đây là tình huống mà cần phải vậy e tới cái thủ một tốt. Rồi lùi 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 lùi. Có nghĩa là nên đứng trên dốc. Ôi có ca tới từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Giáp không anh? À, có giáp 2 rồi. Kìa kìa, để ý cũng được kìa.
Vâng, làm con ca luôn. Phòng đi chơi cùng tính nhở. Ui, đau đấy. Nói chung là mất vài dân, thực ra cũng không ảnh hưởng lắm đến thế cục. Vâng, đội bạn đánh theo kiểu ôm rồi. Như vậy đánh thì đi khỏe nhá. Không. Vâng, trở lại với máy của game thủ chim sẻ để xem sẻ đóng y. Tầm này là phải có y chương độc 3 thì chim sẻ đóng rồi. Anh nó một sóc đều quân ta nữa. Có, vẫn đang sóc gần đều. Vâng, chúng ta vẫn tạm thời đang đánh ở một thế thủ trần lực. Vâng, Bi bắt đầu đẩy quân rồi. Chưa. Vâng, anh bây giờ nó một mà xin được nâng được cái đầu máu thì đẹp nhỉ. Đó, đóng mê xe đi. Vâng, dăm ba đơn vị quân tuổi gì? Chơi! 68 trên 100 là tham lai tới từ cái thủ đầu 1. Đóng BC đi. Làm tí đầu máu đầu mủng, đầu máu đầu mè đi. Phút 26 vẫn chưa có đầu máu tới được đầu 1. Hơi thấp à, tôi đánh giá là hơi thấp dành cho đầu 1 trong trận đấu này. Trong khi đó thì vâng, có ca từ trên. Vâng, thủ thì thoải mái thôi, không mất gì cả. Mất tay thôi. Và về tốt của đầu 1. Vâng, có cung A hay áo đẩy lên. Rồi. Vâng, bắt hết chém trong nhà tới từ game thủ đầu 1 rồi. Vâng, cung A, nhưng mà chưa nâng được đầu máu. Vẫn đang thiếu một tí vàng nữa dành cho game thủ đầu 1. Vâng, tiếp tục có ca. Vâng, con của nó một nó vẫn đang là hơi lòng hoàng. Nó một cơ cấu rộng ra lại ăn cái bánh rừng ở phía ngoài luôn được này. Vâng, theo tin báo về tới đây đến thủ chim sẻ nắng, đó là Bi chết khá nhiều trong trận đấu này. Vâng, nhà chính đang của Bi tương đối lòng hoàng. Rất nhiều nhà chính mới tới đây của Bi và cung A là siêu đông. Trận này vẫn còn đang rất căng ở chúng ta. Vâng, đồng hồ tham lai là 59-60. Vâng, 66 trên 84 đã tham lai tới được đầu 1 ở hiện này. Anh phải cơ cấu cái khoanh ruộng này nó kín, à khoanh gỗ này nó kín vào. Và cần thiết thì mang cung đờ ra kê cũng được. Chứ không, vâng, cứ từ từ thôi, không nhất thiết là phải quá vội vàng. Rất nhiều thịt ở nhà đầu 1 nhá. Bản đồ nâng cấp về nhà đầu 1. Sóc dân anh em. Và trong khi đó thì máy của game thủ chim sẻ tham lai đang là 18. Lực của sẻ vẫn còn, nhưng bị phát hiện ra nhà y.
Anh làm dãy thằng E đi trước cửa nhà nó cũng được, trước cửa trước mặt đấy. Vâng, 80/100 là tham lai tới được game thủ number 1. Vẫn đang bị đội bạn móc máy rất nhiều trong trận đấu này. Sẻ tham lai là 18. Thực ra về cơ bản nếu như mà đúng chuẩn thì là cũng đấy, giết kết hợp với Y chương đồng 3 Max C là không hề ngán cung A của B đâu. Nhưng mà có điều rằng ở thế này B chắc tham lai đang to hơn đồng 1, bởi vì từ nãy giờ B đã được phát triển quá nhiều 65 dân. Tham lai đang bị đề khoảng 55-45 từ người chúng ta. Đứng ở vị trí đẹp nhá. Anh vẫn chưa đốt hẳn cái BL của nó sao kìa, đốt hẳn BL đi đã, không có lại một vài con chém vào nó mất tay. Vâng, bây giờ thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng xem độ 1 solo với B thôi. Ơ, sẻ lực vẫn khỏe đấy. Nhưng lực của sẻ ở thêm này nó không có nhiều tác dụng nữa rồi. Không có nhà Y để cho chim sẻ nắng có thể xin. Vâng, 93/116, chúng ta cùng chờ đợi xem làm như thế nào để game thủ nó 1 có thể giải quyết được game thủ B. Tham lai đang bị đè khá mạnh, nhưng chất lượng quân của chúng ta vẫn là những người hơn. Ờ, khả năng là thà ra vào lên 4 đánh rất là lửa không được. Trời ơi, sao anh không làm một dãy thằng em đi trước cửa giữa hai cánh rừng và bo vào giữa hai cánh rừng đấy, làm khoảng 3 cái E thôi được kín. Vâng, 99. Vâng, như vậy là khoai rồi. Vâng, tỷ số là 2-2. Chúng ta đến với chung kết trong trận đấu thứ hai. Xwatch xịt khử khuẩn ion kìm an toàn cho bạn. Bạn. Ok, chào Pokemon nhá. Vâng, Thành Lắc gửi lời chào tới Pokemon. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả mọi người. Vâng, đây là cho son trong này của game thủ chim sẻ rồi. Những trận đấu chung kết của trận đấu thứ hai. Trận vừa rồi là một trận đấu có cửa thắng nhưng mà thực sự là rất tiếc dành cho đồng một cùng với game thủ chim sẻ. Hơi tiếc. Trận vừa rồi là trận hoàn toàn cửa thắng đấy. Trận vừa rồi là trận hoàn toàn cửa thắng đấy. Bài đấu đẹp dành cho cả hai game thủ. Vâng, nhưng tiếc rằng là không thể giành được chiến thắng trong trận đấu vừa rồi. Và chúng ta đang phải trả giá với một trận đấu của quân cửa dưới hẳn. AC Pan đối đầu với Fu Cho Son. Con này tôi đánh giá là tầm khoảng 65-35. Fu đánh cung thì yếu hơn AC một tí. Còn Cho Son chém thì yếu hơn Pan vâng khoảng nhiều tí. Nói chung là cũng hơi căng với chúng ta trận đấu này. Về tổng thể là khe. Những bước giờ đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ và hy vọng rằng là bài đấu của đội bạn sẽ nhiệt, còn bài đấu của chúng ta thì mắc binh. Lúc đó thì ngon.
Vâng, và nếu như anh em nào bị viêm xoang, viêm mũi, khô da không dùng được điều hòa thì mua ngay em quạt Rapido này. Tính năng làm mát bằng nước cực kỳ thông minh, đảm bảo dễ chịu hơn ngồi điều hòa. X-Watt dành cho ô tô, làm sạch các vết bẩn, vết thức ăn đổ ra xe một cách nhanh chóng chỉ với một lần lau. Bên cạnh đó, X-Watt cũng xử lý các mùi hôi khó chịu gây trên xe như mùi điều hòa, mùi ăn, mùi cơ thể trong xe để đem lại bầu không khí trong lành. Nội thất Giang Nam là đơn vị phân phối sản phẩm MBC B-Floor Carvengo cao cấp chính hãng tại Đông Anh, địa chỉ số km 12 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, showroom Quang Tuấn hoặc liên hệ tới số điện thoại 076-212-7777. Thương hiệu thời trang Pagini hiện có rất nhiều sản phẩm như đồng hồ nam, đồng hồ nữ, kính mắt thời trang để anh em có thể lựa chọn. Vâng, như vậy là bài đấu của game thủ chim sẻ nắng nhìn nó vẫn đang hơi căng. Cảm ơn Nguyễn Tuân đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 10 sao. Thánh ôm bom, Kami thánh ôm bom, em cố gắng lắm rồi em ạ, nhưng mà không hiểu sao vẫn ôm bom vườn quá. Vâng, em V-Floor nó vỗ tay chân lực rồi mà vẫn không ăn thua anh em ạ. Chân lực vỗ tay, rát cái tay rồi. Vẫn không ăn thua. Mình bé Gami, alo alo alo. Alo. Vâng, cảm ơn anh Huy Hoàng đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 25 sao. Bạn gái đằng sau hay sao mà hôm nay chưa chào anh em thấy Gami ơi. Trời ơi. Bạn gái em thì ưng quá, nhưng giờ bạn gái em nó lại đang đi thi mất rồi anh em ạ. Ừ. Bạn gái em nó đang đi thi rồi các bạn, đi thi đi tốt nghiệp rồi. Vâng, 23 trên 24 là timeline rất là chim sẻ ở trong trận đấu này. Map đầu sẻ là hơi xấu nhá. Vâng, đây là đấu 1, bài đấu cầm phố Asia. Vâng, map hơi khoai các bạn. Tối nay có kèo gì không đâu mùa Cammy ơi. Tối nay thì chỉ có kèo, nếu như anh em thích thì anh em lên livestream của em xem em chơi điện tử, không kèo gì cả. Anh em thích em lên xem em đánh đế chế với cả đấy, cả anh em trên mạng thì xem thôi. Buổi tối ngày hôm nay thì theo như lịch của post về là không có kèo gì ở trong buổi tối ngày hôm nay cả. Em V-Floor cười nhiều dụng hết team khán giả rồi Cammy ơi. Công Buffet lúc loan V-Floor đấy cũng bảo là dụng hết team, tôi thấy không sờ đấy này. Vâng, ông dụng team chưa thấy ông nào nằm xuống cả, toàn ông vẫn đang xem. Anh bịp tôi đúng không? 25/28. Vâng, map đấu có những cảm giác nó ủa, chết thật được không? Và như vậy là chết chùm. Vâng, nếu như Duy cần được 2 sư tử thì người ta có câu là nếu như trong đề chế mà anh em một dân mà anh em cân được 2 sư tử thì đấy chính là dấu hiệu chiến thắng em ạ. Tình huống này thì cũng cân được, có tội chết dân đâu. 24/28, trận này đánh kiểu gì đây? Hãy cùng chờ đợi. Hoàng Mai Nhi đang có điểm số rất cao. Xét về chất lượng và xét về khả năng ép đời thì đội bạn hơn. Panacy đều những đội quân khả năng ép đời tốt. Xét về chất lượng quân thì đội bạn vẫn hơn. Ban thì có lạc đà tuyển và AC thì có cung đờ tuyển hơn so với cung đờ Phonesia. Chúng ta không có lạc đà. Vâng, đến với chim sẻ để xem sẻ chém trận này như thế nào. Các bạn thông tin báo về là đấu 1 sẽ là người cùng cánh với AC, cũng là người đánh chém. Vâng, quay trở lại với máy của game thủ chim sẻ, sẻ là người đối đầu với Pamidan của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là con người dò của Hoàng Mạnh Nhi trong trận đấu này, chiếc BS để có thể ăn vàng. Vâng, cả lời đi thi anh em report Kami nhanh gái chiếc 18 ớ. Đi thi là gái 18 rồi anh em ơi. Vâng, đi thi là sinh năm 2002 là bây giờ 18 rồi, anh em lấy 2020 trừ đi là biết mà. Và vẻ rất nhanh tay của game thủ chim sẻ. Rất nhanh tay.
Đây là trận đấu cuối cùng của trong xê đấu thứ hai. Và tỷ số theo tôi ra các dự chắc chắn là 3-2. Không lệch được. Có điều về bên nào thôi. Pha về. Ôi 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 ôi. Xẻ hết gô trong tình huống này. À, một tơ năm nửa đây game thủ chim sẻ. Người ta có một câu rất hay là nếu như mà anh em bị hiếp dâm mà không chống cự được thì tốt nhất là hãy nằm im hưởng thụ. Nam Lai đang là 22 trên 64, hết gỗ không làm gì được cả. 23 trên 60. Nam Lai thì chim sẻ có phù rồi. Vẫn đang dẫy. Tới từ chim sẻ nắng mà thôi. Ở đây máy của game thủ nó một. Pha về cực kỳ đẳng cấp và tinh tế tới từ nghệ sĩ nhân dân. Liệu rằng nghệ sĩ nhân dân đầu một của chúng ta ngày hôm nay có thể mang lại tiếng cười cho các game thủ của bên phía team Liên Quân VS hay không? À xin lỗi em, Ego hay không? 81 trên 40 đang ăn được dân của BB ở trong tình huống này để tấn công đợt đầu tiên của BB nở ra thôi. Theo tin báo về dường như là có tên tạt cánh đây Hoàng Nhi kìa nhà. Ơ vừa thấy tiếng, vừa thấy tỏ tí te đưa lại thôi rồi. Vừa thấy tỏ tí te lại thôi, ăn được rất nhiều dân. Vâng, chính xác đó là đánh bay được khá nhiều cơ sở của game thủ BB này. Thank you. Vâng, cảm ơn Nguyễn Quyết Thắng đã tặng tới 123.456 đồng nhá. Vâng, 31 trên 40. Đầu một vẫn đang chém khá hay trong trận đấu này em ạ. Nếu như trận đấu này mà chi thể là người trong cung tuyển mà đầu một chém được như thế này thì nó lại là một thế trông tương đối ổn. BB không khỏe lắm. Vâng, không khỏe lắm thôi. Bởi vì thực ra là BB vẫn đang có một khoanh ruộng ấm. BB đã mất hết bãi gỗ ở trong trận đấu này rồi. Nhưng khoanh ruộng của BB thì vẫn còn. Đây là tình huống chém hay tới từ đầu 1 nha. Tình huống chém của đầu 1 là tương đối hay. Chỉ có điều là sẻ không biết là còn sống không. Sẻ tham lai vẫn hay 6 chữ người cầm bàn. Nhưng ban gian có cung gờ để bắn vào bãi vàng của game thủ chim sẻ. Sẻ hữu được qua lạc đà. Ăn được con cung gờ của đối phương. Trở lại với đầu 1 để xem đầu 1 có giải quyết được hẳn còn vâng AC của game thủ BB hay không. Đây là pha vâng vẩy E của game thủ BB có lọt công, chúng ta cùng chờ đợi. Ủa, 5 nông dân sửa thì không được rồi. Lạc đà ở phía bên trong đã hết máu tới từ game thủ đầu 1. Hết vâng, hết đồ chơi rồi. Vâng, tình huống lóe sáng tới đầu 1. Rồi vụt tắt bởi vì đã hết lạc đà ở phía bên trong nhà. Vâng, đã hết trong nhà, vâng hết lạc đà trong nhà của Bi. Và bây giờ tôi gặp các bạn có Thánh mới vào được nhà Bi ở thời điểm này. Tôi đố đâu một vào được nhà Bi một tuần nữa luôn. Vâng, tôi cho tiền luôn. Vâng, khó rồi. 27, tham lai đến chim sẻ thì bác cùng xem sẻ làm như thế nào để giải quyết Hoàng Nhi. Vâng, như vậy là nó một không cho chim sẻ giải quyết Hoàng Nhi mà nó một quyết định quýt. Tỷ số là 3-2 trong trận đấu thứ hai. Xwatch, xịt khử khuẩn ion kiềm công nghệ Nhật Bản. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhé.